cho nó ở đấy rét luôn hay không. Cái kèo anh chính xác không? Không. Có kèo. Rồi được rồi, vậy ấy rồi có gì là chỉnh sao? Chỉnh thêm. À, chỉnh là được. Nếu không vuông thì mình có thể chỉnh lại một tí. Nhưng cái này là vuông rồi. Ăn thôi là biết cái đường này đi thôi. Căn này nó hay nó gặp nhau rồi. Cái đường nó bán là được rồi. Không. Ok rồi ạ. Ken hai cạnh luôn. Rồi, ok rồi không? Đo đo hai cạnh chéo, hai vuông rồi góc rồi được. Rồi, ok, ok.